Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây pin của điện thoại VSmartStar 3 với tên mã là BVSM330, dung lượng pin 3477 mAh. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin của điện thoại VSmartStar 3, lỗi hỏng cầm địa chỉ thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại VSmartStar 3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động có cấp chấm men với tất cả linh kiện trên điện thoại VSmartStar 3 nói chung và phần pin của điện thoại VSmartStar 3 nói riêng để mới với các bạn khi cần. Khi pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, pin báo ảo, dùng nhanh hết. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của điện thoại VSmartStar 3 đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Di động có cấp chấm men và vẫn giữ truyền thống từ trước đến nay. Tại di động có cấp chấm men, chúng tôi có sẵn pin của điện thoại VSmartStar 3 nói chung và tất cả các loại pin của điện thoại, các linh kiện khác của máy, phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Khách hàng ở xa không đến được với di động có cấp chấm men, cần mua pin cho điện thoại VSmartStar 3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ chuyển pin đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động có cấp chấm men, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại VSmartStar 3 hàng đầu này.